quay trở lại với S Channel và đây là chuyên mục Sơn ơi. Sơn ơi, Sơn. Đi ở đâu nắng quá. Thì ngày hôm nay chúng mình đã không ở một ngôi trường nào cả. Chúng mình đang ở trung tâm ngoại ngữ Les Parcs. Ngày hôm nay bọn mình đến đây ấy, thì mục đích đó chính là sẽ trải nghiệm một cái triển lãm có tên là Xả Rác Đi Thôi. Đó. Triển lãm này thì đã được bắt đầu vào ngày 15 tháng 7 ạ. Và nó sẽ kết thúc vào ngày 31 tháng 8. Bây giờ thì đã gần đến ngày kết thúc rồi nhưng mà mình mới đến và mình biết đến cái triển lãm này rất là tiếc. Trong lúc chúng mình quay thì hôm nay đang là ngày 28 tháng 8 rồi. Biết là cái clip lên hôm nào. Nhưng mà đây, các bạn thấy rằng là khi mà đến với triển lãm này thì ngay đầu tiên ở khu vực bên ngoài chúng ta sẽ có một cái biển như thế này. Đây là những cái biển mà chúng ta sẽ có những cái số điện tử nó đo ở đây là ghi là lượng rác của Hà Nội thải ra kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Tức là cái con số này nó sẽ liên tục tăng. Và đến bây giờ đã gần 2 tỷ cân rác thải. Còn ở đây là lượng rác của Hà Nội thải ra kể từ sáng nay, tức là cái này sẽ tính hôm nay. Kể từ sáng nay là đã có hơn 3 triệu cân rác thải rồi. Thật sự là những con số rất là khủng khiếp. Đây cho Mi vào. Đó, ngay từ khi mà các bạn bước vào khu vực triển lãm thì chúng ta sẽ có một cái chân nhà. Ngập tràn đồi nhựa và rác thải sinh hoạt. Thì cái chân nhà này có tên là sóng dâng trào, cơn sóng rác. Toàn bộ những cái đồ nhựa này mình nghe nói là được rơi vào khoảng 500 cân. Và được các bạn sinh viên của trường Đại học Kiến trúc thu gom và xử lý trong vòng 3 tuần. Mình nói thật luôn là ở đây các bạn thì tìm thấy tất cả những loại rác mà các bạn đã từng nhìn thấy. Nói thật luôn là bình thường thì các bạn sẽ không cảm nhận được nhiều đâu. Nhưng mà nếu vào đây các bạn sẽ thấy một cái mùi rất rõ là mùi nhựa. Và không chỉ những cái chân nhà này nữa mà xung quanh cái khu vực triển lãm này thì các bạn có để những cái thông tin về rác thải. Ví dụ như là ở Hà Nội ở khu vực này khu vực thì nó sẽ là những cái fact, những cái số liệu mà các bạn để thu thập được. Ví dụ đây là mình thấy là có bản đồ Hà Nội này, nó sẽ chia thành những cái quận ở đây. Trung bình thì trong một gia đình 4 người tại Hà Nội sẽ thải ra gần 4 cân rác một ngày. Hà Nội thì việc rác thải được xử lý thế nào chủ yếu là qua chôn lấp và đốt rác. Tức là dù thế nào nữa thì đốt những cái đấy thì nó sẽ xả ra những cái khí rất là độc hại cho môi trường. Và khi mà các bạn chôn rác như vậy hoặc ngay cả cái việc các bạn xả rác ra môi trường xong rồi để nó phân hủy ấy thì những cái chất nhựa đấy nó sẽ không phân hủy hoàn toàn, nó vẫn sẽ rơi vào những cái dạng nó sẽ rơi vào những cái dạng li ti. Thì các bạn thấy rằng ở phía này chúng ta sẽ có thời gian phân hủy của các loại rác thải bị ném ra đường này. Nếu bạn để ý là với những cái rác thải nó đơn giản như chỉ là giấy này hoặc là hoa quả, những cái chất thải hữu cơ nó chỉ là một tháng thôi, những đơn vị tháng thôi. Còn xa tít sang phía bên này là những cái ví dụ pin thủy tinh hay là ni lông, nó phải mất đến khoảng tầm 100.000 đến 8.000 năm. Đặc biệt là pin là 8.000 năm các bạn ạ. Và cái này mình phải thu thực với các bạn một điều luôn là anh trên đầu mình dùng pin rất là nhiều. Ví dụ mình dùng pin cho camera, cho mic, máy ghi âm, cho nên là cái lượng pin bọn mình thải ra rất là nhiều. Nhưng mà nó lại là cái lô phân hủy nhất. Nếu như mà các bạn bắt buộc phải sử dụng pin và đặc thù công việc của các bạn liên quan đến pin phải sử dụng không thể tránh được thì các bạn hãy thu gom tất cả những cái viên pin đã qua sử dụng đấy lại để vào trong hộp và liên lạc với trung tâm tái chế tại địa phương của các bạn để có thể tái chế lại pin. Đây là những số liệu về rác hàng ngày vào năm 2010 đến 2050 của các bạn dự tính. Thì cái xe rác đối tượng đầu tiên chỉ rất là nhỏ nhắn xinh xắn nhỏ thôi. Xong rồi là thế này, như này nữa, như này, cuối cùng nó sắp đổ lắm rồi các bạn. Chỉ cần cứ mỗi năm cái số lượng rác mà các bạn thải ra cứ tăng tầm 1.500 đến 2.000 tấn. Thì đúng là đến năm 2050, thành phố Hà Nội chúng ta sẽ không thể chịu đựng được cái mức lượng rác thải sinh hoạt như thế này nữa. Ở khu vực chính giữa không gian trưng bày thì chúng mình cũng bắt gặp được những cái số liệu rất là cụ thể. Ở đây, ví dụ, ống hút, 1 tỷ ống hút dùng một lần được sử dụng mỗi ngày ở khắp nơi. Chính vì vậy bây giờ chúng ta mới cần giảm thiểu cái việc sử dụng ống hút nhựa. Cái này thì hơi ngoài lề tí nhưng mình thấy khá hay nha. Các bạn biết tại sao cái này lại làm gương? Vì ta nhìn bên trên này, nó đọc những số liệu này, chúng ta nhìn lên bên trên là tất cả loại rác thải, ví dụ kiểu ống hút các thứ. Và đây các bạn có đặt những cái giải pháp cho chúng ta, đó chính là những cái chai tái sử dụng này, như hộp thủy tinh kiểu này hoặc là hộp đựng cơm thì ta cũng mua ở ngoài, các bạn sẽ không phải dùng hộp nhựa nữa. Cũng cái mà các bạn sẽ không, rất là nhiều bạn không để ý lắm nhé,
đó chính là cái này này. Xà phòng gội đầu và xà phòng tắm, tắm. Nói chung là những cái xà phòng dầu gội sữa tắm bây giờ đa phần đều là đựng vào những cái chai hộp nhựa hết cả. Thì thay vì đấy thì chúng ta sẽ có những loại xà phòng tự nhiên hơn kiểu này. Để nó vẫn rất thơm nhá. Và để trong hộp nhôm. Ừ, đây, bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực rác thấp hơn. Là một khu vực mà cái này thì mi rất là bạn vàng. Thực ra đến mình cũng phải hơi cúi à. Ở cái khu vực rác thấp này chúng mình cũng có được một bảng info. Cái khu vực nhỏ xíu này sẽ dành cho các con, dành cho các bé khi mà đến đây. Đúng rồi. Những hình thù đây vẽ rất là kiểu hoạt hình, rất là kiểu ngộ nghĩnh, bắt mắt và có thể là sẽ thu hút sự chú ý của các bạn nhỏ. Nếu bạn nhìn bên trên này, khu vực này nó sẽ là mì tôm, những cái đồ ăn vặt ở cổng trường, sữa, mì tôm chai, trẻ em, đồ chơi, đồ bông. Đây những cái phù hợp với các thân thuộc và thân quen với các bé hơn thì các bé có thể nhận ra được rằng là à như vậy là bọn con bình thường bọn con dùng những cái này, tức là bọn con đã đang sử dụng cái đồ vật mà nó không thân thiện với môi trường. Ngày hôm nay khi đến đây thì cảm thấy như thế nào về cái triển lãm này? Lần này em đến đây này, em thấy rất là ngạc nhiên bởi vì họ trang trí rất là đẹp và cái này cũng là một triển lãm tốt dành cho nhiều người. Khá là ngạc nhiên. Ngạc nhiên vì là quá là nhiều đồ nhựa ấy ạ. Bình thường cuộc sống hàng ngày mình cũng dùng. Cũng có. Nhưng mà kiểu cũng hạn chế được ấy ạ. Làm những cái số liệu này bọn em thấy như thế nào? Bất ngờ luôn. Bất ngờ luôn, kiểu không nghĩ là mình phải sử dụng một lượng nhiều thế ạ. Lúc này em mới hiểu ra là khi một giây trong ở Hà Nội người ta xả rác nhiều đến thế nào. Con số đấy thật là đáng sợ. Thật ra là gia đình em ấy là bố mẹ dạy con từ bé là không được vứt rác bừa bãi. Kể cả bất cứ nơi nào, kể cả không có chỗ cái thùng rác nào thì mình cũng phải cầm đến chỗ mà có thùng rác để vứt. Nên là bọn em cũng không làm thế nhiều. Kể cả những giáo viên ở trên trường ấy vẫn dạy bọn em như thế, nhưng mà chính các cô giáo lại không làm như thế. Nên em đã nhắc nhở kể cả cô giáo lẫn học sinh lớp khác lớp và lớp em đã nhắc nhở hết rồi, nhưng mà chỉ sợ là không ai nghe lời em. Mình đã được nghe nhiều đến cái vấn đề phân loại rác ấy. Em phân loại rác nhiều lần. Em bắt đầu phân loại rác từ hồi em còn 3 tuổi. Không ạ, đến hiện tại thì bọn em đi học là không. Đấy là do kiểu ý thức. Thì bây giờ nếu một cậu cũng gửi gắm với tất cả mọi người đang xem clip này thì em sẽ gửi gắm điều gì để mọi người bảo vệ môi trường hơn? Hiện tại Hà Nội đang có rất là nhiều rác và em muốn mọi người cùng nhau bảo vệ thế gian này. Em nghĩ là mọi người nên hạn chế nhất những thứ mà mọi người những đồ nhựa mà mọi người sử dụng, thay vào đó là có thể sử dụng những thứ thân thiện hơn, cũng thân thiện hơn, cũng có tác dụng như nhau, như là một kiểu chai nước hoặc là túi giấy, túi vải thay vì túi ni lông với cả chai nhựa, hoặc là tái sử dụng đồ nhựa nếu mà có thể. Rồi ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình và My cũng đã dẫn mọi người đi qua thăm một vòng cái triển lãm xả rác ít thôi này ở số 24 Tràng Tiền đúng không nhỉ? Ừ, trung tâm ngoại ngữ Les Sparks. Thì cá nhân cảm nhận của mình thấy rằng là như mọi người chia sẻ với các bạn là mình nghĩ ai đến đây cũng thế thôi, nó bị ngờ, không nghĩ rằng là Hà Nội hay là Việt Nam nói chung bây giờ lại nhiều rác. Thì mình nghĩ là triển lãm đã khá thành công trong việc tiếp cận các bạn trẻ. Tại vì không gian triển lãm quả thực là rất là hút mắt và có những cái góc chụp ảnh cũng nghệ nghệ. Thì có những người đến đây có thể là họ không chỉ ngắm triển lãm không, mà họ còn đến để chụp ảnh check in. Chẳng qua có một cái mình và My đã no nói từ nãy giờ không biết có nên nói không, nhưng cuối cùng mọi người vẫn quyết định nói. Đó chính là việc có rất là nhiều, có một số bộ phận các bạn trẻ đánh giá, hoặc là những người đánh giá những người đang bảo vệ môi trường. Mình thấy rất nhiều bạn đã rất tự ti nhá, khi mà đi vào cửa hàng và bảo là cháu không lấy túi ni lông. Nhưng mà các bạn ấy dần dần không làm những hành động đấy vì sợ những người khác nói rằng là ôi con kia là màu hay là bị làm sao đấy. Nhờ, đã rất nhiều người như vậy đấy. Mình đã nghe rất nhiều người như thế. Nếu mà có những cái trường hợp như vậy thì thôi đi nha. Cái việc bảo vệ môi trường là cuộc chiến dài hơi, không chỉ của Mi Sơn, không chỉ của bất cứ một gia đình cá nhân tập thể nào cả, mà nó là cuộc chiến của chung. Thì từ những cái hành động nhỏ thôi, mình không cần các bạn phải là hoàn toàn không sử dụng đồ nhựa nữa 100%. Cái đấy rất là khó. Mình chỉ cần có một cái ý thức là bảo vệ môi trường từ những hành động rất nhỏ, phân loại rác, hạn chế sử dụng đồ nhựa. Những gì chúng ta có thể hạn chế được thì chúng ta hạn chế. Những gì mà chúng ta chưa thể tránh được thì cái đấy không nên lôi ra để chỉ trích lẫn nhau.
có lẽ đấy là kết thúc clip của mình ở đây thôi các bạn. Và thế nào? À, nếu mà các bạn sinh viên có những cái dự án hay là những cái triển lãm hay ho mà các bạn tổ chức hay hợp tác tổ chức cùng ai đấy cũng về ý nghĩa môi như thế trường này hay những cái ý nghĩa cho xã hội, các bạn hoàn toàn thể liên hệ với bọn mình, hãy inbox bọn mình direct mình direct ở mình đây, Insta của mình sẽ ở bên dưới này, liên hệ hoặc Facebook. Qua email chúng mình sẽ nhất định sẽ đến trải nghiệm cái event của các bạn. Và các bạn cũng đừng lo là sau khi triển lãm kết thúc thì số nhựa này sẽ đi về đâu, bởi vì toàn bộ 500 cân rác sẽ được phân loại và gửi đến các làng tái chế khác nhau. Riêng vỏ sữa sẽ được gửi vào Bình Dương để làm những tấm tôn. Và nếu như các bạn quan tâm đến những sản phẩm Samsung Galaxy Note 10 và Note 10 Plus thì đừng quên click vào đường bên dưới của 7S. Và hiện nay thì 7S đã chuyển toàn bộ những túi nhựa, túi ni lông sang sử dụng túi giấy, cực kỳ thân thiện với môi trường. Rồi, bây giờ thì nếu các bạn thấy video này có ý nghĩa hay thì hãy like, share cũng như là subscribe cho bọn mình nhé. Nếu bạn quan tâm triển lãm này thì nó vẫn sẽ mở đến ngày 31 tháng 8 nha. Nếu mà cái clip này được anh Huy cho lên sóng trước 31. Rồi, cảm ơn các bạn. Chào tạm biệt.